Thank you.
Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Hai người con ông Zebedee và Jacobe và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh suy nghĩ, các anh uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Các bảo ra thưa được. Tôi chỉ xin bảo chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng khi Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đang tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà phong trị dân, những người nào lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng giữa anh em thì không được. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em, ai muốn lập đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Con người đến không phải người người ta phục vụ, nhưng về phục vụ và hiến mạng sống là giam chủ mọi người. Đó là lời Chúa. Đó là làm cấp đồ, làm môn sứ, làm người phán
tin đồ Ê-phê-sô-ba 4 câu 11. 400 năm đó, trời người đó có với mình đòi hỏi sự hy sinh và nhẫn nhịn hơn cả, vì người đó phải biết đường, phải theo gì. Người đó dạy với mình phải rời bỏ tất cả từ gia đình, quê hương, nơi ăn, chỗ ở, từ bỏ chính mình. Khi sai các môn đệ đi đọc truyền giáo, Giê-xu chỉ đang bị trong một món hành trang duy nhất, đó là đang quyền chư vị và chữa lành tận tật. Ngoài ra không tiền bạc, không bao bì, không che ánh, không chè che. Vì vậy truyền giáo trước hết là phải sẵn sàng lên đường ra đi đến mọi ngõ ngách của thế giới, đặc biệt đến những vùng quê như lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Cuộc khăn như vậy đòi hỏi phải chấp nhận phiêu lưu của kẻ mạo hiểm, và cao điểm của cuộc hành trình liều lĩnh đó đã chấp nhận cái chết như Đức Kitô trên thập giá. Bạn là cô và chúng ta nghe trong chủ nhật này phần 29 đường tin này tiếp sách của Sư Isaiah nói lên người to lớn đau khổ của gia đình. Suy nghĩ cho kỹ về cái tâm tình của người to lớn đau khổ của gia đình, chúng ta sẽ cảm nhận được người to lớn đau khổ của gia đình này chính là hình ảnh tiên phong trước hình ảnh của Đức Kitô. Phải chấp nhận đau khổ bị nghiền nát. Nếu người biết tâm tâm để bật tên tôi, người sẽ thấy được kẻ núi rồi sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Vấn đề quan trọng của sứ vụ đứng tu thế mà Đức Phaolô đề cập qua đây, đó chính là sứ vụ, tức là việc loan báo tin mừng của chúng ta bắt nguồn từ sứ vụ của Đức Chúa. Đức Kitô, ngày mai một sứ vụ rất quan trọng đến trong thế gian, đó chính là sứ vụ làm cho cái ý của Thiên Chúa được thể hiện ở trên đời thế giới qua việc loan báo cho Thiên Chúa là ai. Và con đường đó cần phải có một con đường rất đặc biệt của Ngài, là con đường của người không tự đau khổ, con đường của khổ hình, con đường của đạo nhà. Chúa Kitô là Thầy, là Chúa của chúng ta, và khởi nguồn từ sứ vụ của Ngài và lời truyền của Ngài, và một người Kitô hữu được mời gọi để thấm nhuần vào cái phần việc của Ngài, tức là loan truyền tin mừng và thi hành sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Anh em hãy đi khắp thế giới thế nào để loan báo tin mừng. Và thông điệp của bài thánh thơ ngày hôm nay, đi loan báo tin mừng không phải là để được người khác phục vụ, nhưng là dấn thân hy sinh để phục vụ, để yêu thương. Đó chính là thực tế của việc loan báo tin mừng. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi theo sắc lệnh của Công đồng Vatican II năm hơn 50 năm trước, sắc lệnh của truyền giáo Argentina. Ngay chương đầu tiên của giáo hội này, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn về Đức Kitô như là khuyên mẫu cho sứ vụ truyền giáo. Chúng ta thấy Đức Kitô đã lần được Chúa Cha sai đến tận nhà hầu thực hiện sứ mạng như thế. Vì vậy khi nhìn vào Đức Kitô, chúng ta có thể nghĩ các đại Ngài đã đi vào trần thế có phải để sáng lập tôn giáo, cũng không như phải để quảng cáo học thuyết trí kỷ. Người đến với một sứ mạng duy nhất là công bố cho chúng ta tin mừng,
đó là tin mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Đức Giêsu đã lập tin lập đài sứ nghiệp này trong suốt 3 năm cao cả công khai, và cái chết của Ngài trên thập giá chính là tìm kiếm của lời công bố tin mừng vì Ngài này. Vì vậy, để sống tin mừng truyền giáo, chúng ta hãy phải học nơi thập giá Đức Giêsu. Ngài chính là vị truyền giáo đầu tiên và là mẫu gương chọn nào cho tất cả chúng ta. Trong vấn Evangelii Luciani số 7, truyền giáo là bản chất của đạo hồn. Đức Giáo Đức Giáo Hoàng Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Tiền Đồ có nêu ra cho chúng ta một câu hỏi rất đơn giản cho các vị phụ: ta sống ở đời này để làm gì? Và đây cũng là lớp câu hỏi đầu tiên trong các sách giáo lý căn bản mà chúng ta đều biết, cũng như là một thuộc lòng. Câu trả lời đó chính là: ta sống ở đời này để nhận biết và tìm kiếm Chúa, cho ngày sau được hưởng hạnh phúc đời đời. Cha, ta sống để nhận biết và yêu mến Chúa, cho ngày sau được cứu rỗi. Nhưng chúng ta cũng sống ở trần gian này còn để giúp người khác yêu mến và nhận biết Chúa, để họ cũng được ơn cứu độ như chúng ta. Bởi vì như cha Thomas Merton, một tu sĩ dòng Chapit ở Hoa Kỳ, có viết một tác phẩm tựa đề Không Ai Là Một Con Táo. Tư tưởng của Ngài thâm thúy, và trong những thăm viếng Hoa Kỳ, khi đặt triển thăm tại đường viện của hội, Đức Thánh Gia Francisco cũng nhắc nhở lại khuôn mặt tiêu biểu này. Cha Thông Mạc nhận tận lý luận rằng không ai trong chúng ta có thể sống cô lẻ một mình như một tập âm đàn khi sống hiểu thông trong sự hành. Chúng ta liên tới với anh chị em mình trong sự thánh thiện cũng như trong cả trung tâm. Vì vậy, không ai trong chúng ta sẽ biết kiến đạt một mình, cũng không ai trong chúng ta xung hòa một tình thương. Chúng ta tin thánh bằng cách giúp người khác tin thánh. Và phải chăng đây cũng là ý nghĩa cao cả của sứ mệnh truyền giáo? Sứ mệnh này thuộc bản chất của giáo hội và gắn liền với giáo hội, và cũng là bộ phận của mọi người khi tu hữu chứng nhân hơn là ngày ngày. Trong một thông điệp sứ điệp ngày truyền giáo, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Tiền Đồ đề nghị cùng viết: truyền giáo là thước đo đức tin của mọi tín đồ. Và Thánh Giáo Hoàng Phaolô Tiền Đồ nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Việc làm đó được thực hiện một cách trọn nhất, một cách trọn nhất qua sứ vụ truyền giáo. Thầy Phaolô đã xác tín mạnh mẽ bộ phận ấy như thế nói: khốn cho tôi nếu tôi không trao nhận tin mừng. Nhưng cách trao nhận tin mừng để đạt hiệu quả mới là điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Có một lần, một số các vị truyền giáo đã làm việc tại Ấn Độ để gặp ông Mahatma Gandhi và hỏi ông bí quyết làm sao để có thể truyền giáo cho người thổ dân Hindu ở đây. Ông Gandhi mời gọi các vị truyền giáo hãy suy nghiệm bí quyết từ cạnh khoa học. Người ta thích khoa học không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà còn vì mùi hương quyến rũ bên trong tòa tàng. Ông kết luận muốn truyền giáo thành công phải học bí quyết ấy, tức là lao giảng phải bằng lý thuyết suông nhưng bằng gương sáng cụ thể của hội sẵn. Điều ông nói tới cuộc giống như giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng ra có một đề nghị khi ngài triển đạt để giáo hội cần những chứng nhân hơn là những ngày ngày. Để khi mà xin mời mọi các bạn anh chị em nghe một câu chuyện năm 1975. Một cán bộ nhà nước thuộc dạng cao cấp có hỏi một anh em tu sĩ đọc tên ở tổ đơn. Các anh là những người theo tôn giáo, chắc
chắc các anh rất sợ chúng tôi là những người vô đạo. Vị tu sĩ đó bình thản trả lời: vâng thưa ông, chúng tôi rất sợ những người vô thần. Nhưng nếu các ông là những người vô thần thực sự và sống có lý, đúng với lý tưởng của các ông, thì chẳng có gì đáng sợ cả. Xin chúc mừng các ông, nếu các ông thật sự cảm thấy hạnh phúc trong xác tín lý tưởng của mình. Nhưng chúng tôi đã rất sợ những người vô thần ở trong thời này. Họ nói mà họ không làm. Và cái câu chuyện đó là lời nhắn nhủ của tâm tình đối với người Kỹ Tô hữu và đặc biệt của các em trên đạo ngày hôm nay. Mang tên là Kỹ Tô hữu nhưng lại sống như những người vô thần thực sự và còn đầy hơn cả những người công khai chối bỏ Thiên Chúa. Bởi vì cuộc sống của họ đang tàn phá giáo hội, làm lung lạc đức tin người khác và làm cho giáo hội của chúng tôi ngày càng suy yếu. Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ. Và tôi đã cảm nhận ngay chính ở trong tâm sự của chúng ta, có những người có nghĩ mình là Kỹ Tô hữu, tự nhận mình và đôi lúc tự hào mình là người Kỹ Tô hữu, nhưng mà họ đang có một thực hành ngược lại, thực hành theo một thái độ vô thần, không biết lễ lạy là gì, không biết sinh hoạt giáo xứ là gì, và có những điều mà cách làm của họ lại vô tình đi ngược lại, cũng như là vô tình chống đối rồi phản bác giáo hội. Bản chất họ đang trở thành những người Kỹ Tô hữu nhưng lại thực hành tư tưởng vô thần. Nếu sống vô thần trong thực hành như thế chính là một lối sống phản chính đáng. Thay vì đó là tin mừng thì cuộc sống như vậy lại càng và bó chết trong thờ Chúa, trong những sòn đá và gai góc nơi trí tâm của họ. Trong ngày thánh nhật kỳ giáo hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chính mình để biết xem chúng ta đã thực vật thực thi bổn phận quan trọng ấy như thế nào. Lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Tiếp Tục đã nói rất tâm thiết trong tâm huấn Loan Báo Tin Mừng như sau: người ấy thích nghe các chức nhân với cả thầy dạy. Nếu họ nghe các thầy dạy là bởi vì thầy dạy cũng chính là chức nhân. Chúng ta xin Chúa cho tất cả những ai tự nhận mình là Kỹ Tô hữu cho chúng ta biết sống cái niềm tin của mình bằng đời sống thực hành, bằng đời sống chính tả. Đó phải chăng cũng là cách là thầy dạy và tiếp nhân ở trong đời sống Kỹ Tô hữu của chúng ta. Chúng ta
Oh, no.
Xin Chúa ban sức mạnh để
nguyện sức cho họ để họ có thể sống trên nhân của Chúa. Xin Chúa cùng nguyện chỉ dẫn chúng con đang nghe trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đã đến các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả quý thuộc chúng con đã đi trở các tình thương của Chúa. Xin cho nên thầy và vâng lên sang con nha. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được tổng hưởng sự sống đời cùng với những chuyện nhờ mang nhà về Thiên Chúa, thầy Chúa xe và các năm đức trí tư, các thầy tâm đồ và toàn thể các thầy đã sẽ đề tổng chúng con mọi người và cùng với các thầy Chúa được các người và công minh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô của Chúa. Xin nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn phương trong sự lập nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu lạy thiên chúa nhân hậu con đường tư trí tinh thế nào cho con nên trong cộng đoàn thân chúa ngày hôm nay.